Xin chào cả nhà thân thương. Ngày hôm nay trời không nắng không mưa, nhiệt độ thì gọi là mát mẻ, mùa xuân mà, thưa với quý vị. Và bây giờ ngày hôm nay Hasco giới thiệu đến với cả nhà một cái thư viện gần nhà, đó Pflugerville Public Library. Và ngày hôm nay mình dẫn mẹ mình đi để mượn sách, tại vì Hasco cũng có thẻ thư viện ở đây và chúng ta có thể vào, chúng ta mượn sách để chúng ta đọc và học tiếng Anh đó. Và bây giờ Hasco sẽ giới thiệu cho quý vị xem khu vực này nhé. Đó, khi chúng ta mượn sách thì tự chúng ta cũng chọn sách và chúng ta tự lấy máy, chúng ta tự nhập vô, mọi thứ đều là tự giác tự động. Rồi sau khi chúng ta đọc xong, nó có thời hạn của chúng ta thì chúng ta trả sách, chúng ta trả vào những cái ô như thế này, thế là xong. Tinh thần tự giác phải rất là cao độ nhé, chứ không phải chôn được đâu. Đó, hoặc là chúng ta có thể trả sách ở đây cũng được, gì trên đó. Có rất là nhiều hình ảnh ở đây. Đây là một cái hình ảnh, là một cái bản đồ của Texas đó. Đây là cái cửa tự động, cho nên là mình vô luôn. Đó, cả nhà thấy không? Ngày hôm nay thư viện có vẻ vắng. Bình thường luôn luôn có một cái cô cũng lớn tuổi, cô ngồi ở đây. Có thể là cô đã đi đâu. Còn đây là một cái phòng học tiếng Anh. Đây là phòng học tiếng Anh mà chúng ta có thể học được những cái học cái gì đó để chúng ta có thể học ở đây. Hôm nay thư viện có vẻ vắng, ngày hôm nay là ngày thứ tư. Wow, còn đây là những cái lớp học. Để hai cô xem những cái lớp tiếng Anh ở đây rồi mình sẽ đi học lại. Tại vì lúc trước là Covid á, cho nên mình không dám đi. Tại nhà mình có mẹ lớn tuổi cho nên mình không dám đi lung tung. Wow, ngày hôm nay có một cái kệ như thế này, rất là nhiều đồ thời trang ở đây. Đây một cái phòng nữa. Wow. Và đây là những cái bức tranh của các bé vẽ này. Em này, em vẽ là em mới có 10 tuổi này. Wow. Còn em này em mới có 5 tuổi mà em đã vẽ được như thế này này. Đó, cả nhà thấy không? Có rất là nhiều điều thú vị ở đây. Bên này nữa, bên này cũng có những cái bức tranh. Nghĩa là hai cái kệ này họ để những cái tranh. Wow. Đó, cả nhà thấy không, thư viện họ có những cái máy tính ở đó. Rồi chúng ta mượn sách thì chúng ta cứ vô đó, chúng ta nhập. Và đương nhiên chúng ta phải có thẻ. Đây là cái khu dùng cho trẻ em, các trẻ em sẽ vào trong này để mượn sách. Đó, cái độ tuổi thiếu nhi nhá. Beautiful. Còn bên này là tuổi teen. Đây là các em tuổi teen sẽ vào trong khu vực này. Đó, cả nhà thấy không? Người ta để cái chữ là teen only. Nhà thấy không? Nó chỉ là ghi là teen only, từ 13 đến 18 tuổi thôi. Mà mình thì mình vượt qua cái tuổi đó rồi, nhưng mà vì ngày hôm nay không có ai hết cho nên mình vô trong này. Thì đây là những cái sách để dành cho cái độ tuổi đó. Thì quý vị thấy không? Phía thư viện rất là đẹp. Có thể ngồi vào đây. Có máy tính để tra cứu. Còn đây là một cái, cũng là một cái góc. Rất là nhiều góc, chúng ta thấy có vẻ chill. Thật là tuyệt vời. Hôm nay vắng cho nên là dễ quay, chứ còn nếu mà có đông người á, mình cũng không dám quay. Và vào thư viện thì mình không dám nói to, mình nói bé bé thôi, cả nhà thông cảm nhé. Đó, còn đây là cái khu vực gọi là sách, và gọi là những cái phim ảnh này kia, sách tạp chí. Wow, ở đây có cái bàn nữa này, cả nhà thấy đẹp không? Beautiful. Beautiful, cả nhà thấy không? Có những cái bàn ghế nhìn rất là đẹp. Tại vì thư viện họ rất là yên lặng cho nên mình không dám nói to. Cả nhà cố gắng nghe mình nhé. Đó, nhìn rất là tuyệt vời. Còn đây là khu vực dành cho trẻ em. Hôm nay không có trẻ em nào hết, chúng nó đi học hết rồi. À, còn
Còn đây là quầy lễ tân. Beautiful. Đây cũng là một khu vực nữa mà hôm nay không có người, không có nhiều người. Đó, chúng ta có thể đến đây, chúng ta dùng máy tính, chúng ta học tập. Beautiful. Đó. Cái nhà thấy không? Thư viện rất là đẹp và rộng rãi. Đó, cả nhà thấy có một cô ra cô mượn sách không? Cô tự đây là cái khu vực mà chúng ta có thể in ấn. Đó, cả nhà thấy không? Cô tự động cô làm mọi thủ tục, không cần nhờ tới nhân viên. Đó, xong là xong đó. Hola. Và cả nhà thấy phía xa kia có một cái chữ chào không? Cái chữ chào đó là sách báo Việt Nam đấy. Đó là sách báo Việt Nam đấy. Còn chắc những khu vực kia là những cái khu vực của nhân viên thư viện. Đó. Cả nhà thấy không? Hôm nay không có ai hết. Mâm của mình ngồi từ phía xa kia. Cho nên chúng ta đến thư viện là chúng ta tập trung để chúng ta học tập rất là tốt. Ở nhà nhiều khi đứng lên nằm xuống lại lười. Đó, cả nhà thấy không? Mình đi một vòng cho cả nhà xem rồi đó. Cả nhà thấy tuyệt vời không? Thư viện quá rộng luôn. Và bây giờ mình sẽ đi tìm sách để mình đọc nhé. Chút nữa mình ra ngoài mình quay lại cho cả nhà xem. Và bây giờ mình đang ở chỗ khu vực sách dành cho trẻ em, cho thiếu nhi. Mà tại vì mình tiếng Anh dốt cho nên mình phải đọc sách cho từ thiếu nhi, nó có hình ảnh này kia, rồi sau đó mới nâng cấp đọc những cái cuốn sách mà nhiều chữ được đó. Cho nên là bây giờ chúng ta người lớn sang bên này chúng ta cũng như trẻ em, có khi còn dốt hơn trẻ em khi học tiếng Anh này. Đó, khu vực dành cho trẻ em. Và đây mình mượn hai cuốn sách này. Tiếng Anh dốt thì chỉ đọc sách trẻ em thôi. Đây, chú người gỗ, Pinocchio. Đấy, hồi nhỏ ba mình có mua cho mình một cuốn sách này, đẹp lắm mà làm hư mất. Đó, bây giờ mình sẽ đọc lại để ôn lại ký ức của tuổi thơ. Và dốt tiếng Anh thì đọc sách trẻ em thôi. Thế nhá. Còn đây là ở bên khuôn viên bên ngoài thư viện. Nếu mà chúng ta ngồi ở trong không thích thì chúng ta có thể ra ngoài này. Đó, cũng có ghế cho chúng ta ngồi. Ở đây họ có cái hàng rào cây nhìn đẹp quá. Mùa xuân rồi cho nên là cây cối bắt đầu tươi xanh trở lại rồi. Không có được uống ở ngoài này. Đó, cả nhà thấy không? Cái hoa này giống như hoa nhài á. Chắc là nó sẽ thơm á. Để xem nó có thơm không nhá. Wow, đúng là thơm mùi hoa nhài luôn á. Thơm mùi hoa nhài luôn. Cái này mình có thấy ở siêu thị The Home Depot có bán này. Đó, ngày hôm nay quý vị cùng Hachiko đã tham quan một cái thư viện gần nhà. Đó, đi thư viện nó cũng có rất nhiều điều thú vị. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nhé.